Xin chào các bạn, đón chào các bạn đến với kênh YouTube của bác sĩ Nguyễn Như Quân. Không biết các bạn có nhớ cái câu của người miền Bắc người ta hay nói không? Áo đỏ chứng tỏ còn yêu. Rồi hôm nay thì mình mặc áo trắng đây. Áo trắng thì chứng tỏ hôm nay rất là sốt sắng. Mình sốt sắng tại vì hôm nay mình có một cái đề tài theo mình nghĩ cũng rất là nhiều người muốn tìm hiểu. Đấy chính là các bài tập ở mắt, các bài tập về mắt ở trên mạng hiện nay có giúp cho các bạn cải thiện được thị lực hay không? Và trước khi vào cái chương trình nói chuyện về vấn đề này thì như thường lệ các bạn thân mến, chúng ta có 5 giây quảng cáo. Xin chào các bạn, đón chào các bạn trở lại với kênh YouTube của bác sĩ Nguyễn Như Quân. Thưa các bạn, tôi là một bác sĩ nhãn khoa trên 20 năm kinh nghiệm. Và kênh của tôi chủ yếu là về sức khỏe, trong đó bàn rất là nhiều vấn đề về mắt. Và ngoài cái chuyện mắt ra thì những thứ gì tôi thấy tốt thì tôi sẽ trao đổi vấn đề đó với các bạn. Ngày hôm nay không ngoại lệ, tôi sẽ nói về một chủ đề về mắt mà theo tôi biết là rất nhiều người quan tâm, đó là hiện nay có rất là nhiều cái bài tập ở trên mạng, trên YouTube để hướng dẫn các bạn tập để có thể cải thiện được thị lực, giúp cho các bạn bỏ được kính, giảm được độ kính hoặc là không phụ thuộc vào độ kính. Thậm chí một số cái chương trình mà các bạn phải trả phí đó, đảm bảo cho các bạn là các bạn sẽ có con mắt sáng đến suốt đời, chữa khỏi rất là nhiều bệnh lý ở mắt. Thì các chương trình đấy nó có hiệu quả hay không? Thì chúng ta sẽ bắt đầu bởi một cái sự kiện trong lịch sử, là một bác sĩ nhãn khoa người Mỹ, ông tên là William Horatio Bates. Vào năm 1920, ông đưa ra một cái chương trình tập về mắt. Và ông ấy cho rằng là cái chương trình tập về mắt này của ông ấy là có thể cải thiện được thị lực một cách lâu dài. Phần lớn các cái chương trình tập luyện về mắt hiện nay tại trên thị trường, thậm chí ở Hoa Kỳ, cũng dựa trên cái chương trình tập luyện của Bates. Thì chương trình của Bates nó có hai cái đặc tính, có hai cái phương pháp tập mà ông hay nhắc đến, đó là cái sunning, tức là nhìn ánh sáng mặt trời, và cái thứ hai là palming, tức là dùng cái tay để che, mình nhắm mắt lại và lấy tay che và xoa trên mắt. Thì cái đấy là từ những năm 1920, đúng không nào? Tức là cách đây 80 năm, 8 thập kỷ rồi. Và từ cái thời điểm năm 1920 đến bây giờ là 80 năm, vẫn chưa có bất cứ một nghiên cứu nào hoặc là một bằng chứng khoa học nào xác nhận cái chuyện ông William Bates nói. Mà khoa học hiện nay người ta cho rằng là những cái vấn đề ông ấy làm là sunning, tức là nhìn vào sáng mặt trời, hoặc là xoa trên cái mắt nhắm, đều gây nguy hại đến mắt hết. Việc nhìn vào ánh sáng mặt trời sẽ gây bỏng hàng điểm, là một bệnh lý có thể gây đến tổn thương thị giác vĩnh viễn. Còn việc xoa trên cái nhãn cầu, nó cũng giống như là hiện tượng massage trực tiếp trên mắt, thì nó sẽ gây cái hậu quả một chút xíu nữa, tôi sẽ bàn sau. Như tôi đã nói thì phần lớn các chương trình tập luyện ngày nay thì dựa vào những cái chương trình giống như của Bates năm 1920. Và ngoài ra người ta sẽ thêm một cái phần nữa, đó là về tác động vào cái tiềm thức của người bệnh. Tức là người ta cứ nói cái người tập là bắt buộc là phải nói, phải thực hành và phải tin là cái phương pháp này nó có hiệu quả. Tức là phải tin thì nó mới có tác động. Lúc nào cũng phải nói là phương pháp này có hiệu quả, phương pháp này có hiệu quả. Tôi đang tiến bộ lên. Cái này người ta gọi là personal confirmation, tức là khẳng định mang tính chất cá nhân. Thì cái phương pháp này nó có vai trò mà tâm lý, tức là lúc nào mình cũng khẳng định mình làm được cái này, được cái này, được cái này, thì là người ta cũng có cảm giác là cái phương pháp này có hiệu quả. Tuy nhiên, như tôi đã trao đổi ở trên, thì không có một phương pháp nào tập về mắt, eye exercise, có thể cải thiện thị lực như điều người ta mà đã quảng cáo hoặc là người ta hứa hẹn với các bạn. Thậm chí một số cái chương trình tập luyện ở Hoa Kỳ đã bị loại bỏ khỏi cái thị trường bởi vì nó đã không chứng minh được cái hiệu quả đó. Thưa các bạn, như vậy các bạn sẽ thắc mắc là vậy thì tại sao những cái chương trình này nó vẫn có thể ở đâu đó khá là nhiều ở trên mạng và rất nhiều người tin theo? Đó là bởi vì tất cả chương trình này đều dựa trên một cái luận điểm, mà cái luận điểm này tôi nói trước là sai lầm. Tức là người ta cho rằng là việc đeo kính
để chỉnh cái khúc xạ cho người bệnh ấy, sẽ làm con mắt nó yếu đi và làm cái độ nó tăng dần lên. Tôi nhắc đi nhắc lại là cái chuyện người ta cho rằng đeo kính làm cho mắt yếu đi và làm cho độ tăng dần là một cái thông tin không có cơ sở khoa học, không có bằng chứng gì cả. Vậy thì tại sao người ta lại tin? Đó là bởi vì như thế này, đó là cái sự thứ nhất, đó là cái vấn đề về mặt thích nghi. Lúc mà bệnh nhân chưa có đeo kính gì cả thì mắt người ta rất là mờ, do đó là chỉ cần đeo độ kính vào là người ta đã thấy khác rồi. Khi mà đeo với cái độ kính vào rồi ấy, thì người ta nhìn thấy rõ hơn, và bây giờ chỉ cần hơi mờ thêm một chút là người ta đã nhận ra rồi, nó khác với lúc đầu. Lúc đầu thì là cực kỳ mờ, người ta vẫn chịu được, người ta vẫn có thể thích nghi được. Nhưng mà bây giờ khi đeo kính vào mình nhìn rõ rồi thì chỉ cần mờ đi một chút xíu thôi là người ta đã cảm thấy rất là khó chịu. Nó cũng giống như là mình quen với cái chuyện mà mình ăn uống no nê rồi, nhưng bây giờ chỉ cần hơi đói một tí thôi là mình đã cảm thấy rất là khó chịu rồi. Thì đấy là về mặt tâm lý của mình là như thế. Tâm lý là bởi vì khi mình đeo kính vào rồi, cái độ nó tăng một chút xíu thôi, cái sự mờ đó nó chỉ ít thôi, nhưng mà mình lại cảm giác nó ghê gớm, thậm chí còn hơn cả lúc ban đầu mình chưa đeo kính. Cái thứ hai nữa là khi mà mình đeo kính vào đó thì nó vẫn có sự diễn tiến tự nhiên của bệnh lý. Ví dụ như là cái độ nó vẫn tăng, ví dụ như là bệnh nhân cận thị chẳng hạn, đặc biệt là cái giai đoạn sớm, tức là giai đoạn bệnh nhân còn trẻ đó, các em còn đi học còn trẻ đó, cái mức độ tăng cận nó nhanh á, thì khi mình đeo kính vào thì mình đeo kính hay không thì cái độ cận đó nó vẫn có sự tiến triển, nó vẫn tăng. Do đó người ta có cảm giác là đeo kính vào thì nó chẳng thay đổi được vấn đề, độ vẫn tăng. Hoặc là những người bị lão thị chẳng hạn, lão thị chẳng qua là diễn tiến lão hóa khiến cho cái thủy hình thể nó không có thay đổi được cái kích thước của nó, thì nó cũng diễn tiến theo tuổi thôi, tại vì cái lão thị là diễn tiến theo tuổi mà, thì nó cũng khiến cho người bệnh nhân tăng độ. Chính vì những cái lý do đó mà người ta cho rằng là khi mình sử dụng kính thì nó không thay đổi được, hoặc là nó khiến cho mắt nó yếu đi, hoặc là cho mắt nó tăng độ thêm, là lý do là vì như thế. Nhưng mà nói đi nói lại thì không có bằng chứng khoa học nào để diễn tả cái điều đó. Một số người còn cho rằng là cái điều vừa rồi đúng, là tại vì khi mà tháo kính ra đó, là thấy cái mắt của người mà đang đeo kính mà tháo ra thì mắt nó dại đi. Và người ta cho rằng như thế là mắt làm kính đeo mắt làm hại cho mắt. Thực sự ra khi các bạn đeo kính vào là các bạn đang nhìn rõ, đang nhìn rõ. Bây giờ bạn tháo kính ra thì bạn mờ, mắt bây giờ nó không còn cái khả năng định thị tốt như ban đầu nữa, thì đương nhiên là con mắt nó trông có vẻ dại đi. Đó là chuyện đương nhiên. Bây giờ bạn đang nhìn rõ mà tự nhiên bạn trở thành nhìn không rõ nữa, thì có phải là bạn hoang mang không, bối rối không? Đó là chuyện bình thường, đúng không nào? Thế bây giờ để các bạn hiểu được thêm vấn đề thì tôi sẽ nói về những cái bệnh lý thường gặp mà người ta sử dụng các bài tập về mắt để người ta cho rằng chữa được đi, để xem là về mặt logic, về mặt cơ chế là người ta có thực sự chữa được hay không. Ví dụ như là bệnh lý cận thị chẳng hạn, là do con mắt nó quá dài. Viễn thị do con mắt nó quá ngắn. Lão thị là do thủy tinh thể nó không thay đổi được cái kích thước của nó. Thì đấy là những bệnh rồi. Loạn thị là do giác mạc nó không đều. Giác mạc là cái tròng đen phía trước của con mắt. Tất cả những bệnh lý này thì tôi đều có video rồi. Tôi đều có video và tôi để cái link phía dưới cho các bạn xem hết. Đó là những cái cơ chế nào gây ra những cái bệnh, gây ra những cái tật khúc xạ hoặc là những bệnh khúc xạ như vậy. Rồi ngoài ra có các cái bệnh cảnh khác, ví dụ như là thoái hóa hoàng điểm tuổi già. Thoái hóa hoàng điểm tuổi già là sự hủy hoại của mô ở vùng trung tâm của hoàng điểm do diễn tiến theo tuổi, mà ở đó có hai thể, thể khô nó dẫn đến teo cái dây thần kinh, teo cái vùng võng mạc thần kinh ở hoàng điểm, và thể ướt, đó là do sự xuất hiện mạch máu bất thường và chảy máu vào vùng hoàng điểm. Rồi bệnh đục thủy tinh thể, đó chính là bệnh đục cái thủy tinh thể ở bên trong lòng con mắt của mình theo tuổi. Rồi bệnh glaucom, đó là bệnh lý mà có những biến đổi về mặt thần kinh, và có biến đổi về mặt thần kinh tức là gây chết dần các cái sợi thần kinh và sợi thần kinh thị giác đó, và có thể đi kèm với tăng áp lực trong mắt. Thế đấy là một loạt các cái bệnh lý mà các cái chương trình tập về mắt người ta cho rằng người ta chữa được. Thế bây giờ các bạn phải tự hiểu xem là khi mà người ta tập về mắt á, là chủ yếu người ta cho tập các cái cơ của mắt thôi, đúng không? Chúng ta các kiểu nhìn, chúng ta các kiểu massage. Thì theo các bạn,
chuyện chúng ta tập nhìn đi nhìn lại rồi massage mắt, nó có chữa được cái chuyện là thay đổi được cái kích thước của con mắt hay không? À, tại vì cận thị là mắt dài, viễn thị mắt ngắn, nó có làm thay đổi được cái độ cong của cái giác mạc là tròng đen hay không? À, ví dụ như trong loạn thị, nó có làm cho cái cục thủy tinh thể nó trẻ lại được không? Ví dụ như trong bệnh đục thủy tinh thể hoặc là quá trình lão thị, nó có làm thay đổi được cái thần kinh thị giác hay không, ở phía trong con mắt hay không? Ví dụ như trong bệnh glaucoma, nó có làm thay đổi được cái áp lực trong mắt hay không? Ví dụ như trong bệnh glaucoma, thì các bạn thấy là rõ ràng là tất cả những cái bài tập này về mặt vật lý là người ta chỉ tập cái cơ ở mắt thôi. Vậy thì làm sao mà can thiệp được vào những cái cơ chế mà gây sinh bệnh hoặc là gây cơ chế gây ra các cái tật khúc xạ của một loạt các bệnh lý phổ biến như là tôi trao đổi ở trên được, đúng không nào? Như vậy là mình hiểu là cái vấn đề là các bài tập ở mắt này chẳng có tác dụng gì cả. Tuy nhiên là cái việc có một số các bài tập ở mắt thì có thể giúp cho chúng ta được cái việc gì? Nó không chữa bệnh nhưng nó có thể giúp được cho chúng ta cái chuyện tránh mỏi mắt. Đặc biệt là trong cái thời điểm hiện tại là chúng ta sử dụng máy vi tính các thứ rất là nhiều hoặc là các thiết bị điện tử thì mắt chúng ta mỏi mệt. Thì tôi có một cái video chuyên nói về cái bệnh lý về mắt liên quan đến các cái màn hình điện tử và máy vi tính, thì tôi để link ở phía dưới. Thì cái các bài tập về mắt có thể giúp cho chúng ta đỡ được phần nào cái chuyện đó. Thì nhân tiện đây tôi nói một số cái tôi chỉ nói hai cái bài tập mà các bạn có thể làm được một cách rất là đơn giản. Đó là thứ nhất là tập cái quy tụ, cái focus, cái quy tụ của cái con mắt mình. Thứ nhất là tập quy tụ thì các bạn đưa ngón tay cái lên ở gần mắt như thế này, chúng ta dùng con mắt chúng ta bám theo cái ngón cái này và chúng ta đưa ra xa mắt này khoảng một cái chiều dài một khoảng cánh tay như vậy. Rồi chúng ta nhìn ra phía xa. Sau khi nhìn phía xa xong khoảng vài giây thì chúng ta lại quay lại bám vào cái ngón tay này và chúng ta đưa ngón cái này vào dần vào con mắt chúng ta. Rồi sau đó chúng ta lại đưa ra, rồi nhìn ra xa, bám một ngón tay, đưa vào gần. Thì cái này để luyện tập cho chúng ta cái điều chỉnh cái độ phồng của thủy tinh thể đó, để nó cái tăng cái khả năng đáp ứng điều tiết của con mắt. Còn cái thứ hai là chúng ta có thể tập là chúng ta chọn một cái vật ở xa khoảng 6 đến 10 mét và chúng ta sẽ vẽ một cái hình số 8 tưởng tượng. Đầu tiên là theo chiều kim đồng hồ. Và sau đó chúng ta làm được khoảng 5-10 lần rồi thì chúng ta vẽ ngược lại, ngược chiều kim đồng hồ. Thì khi mà chúng ta vẽ cái hình số 8 như thế này đó, là thực chất ra là con mắt chúng ta sẽ di chuyển được đến rất là nhiều hướng. 8 hướng, chúng ta đã di chuyển được 8 hướng. Trên, dưới, phải, trái, rồi trên, ngoài, dưới, ngoài, trong, ngoài. Trên, ngoài, trên, trong, dưới, ngoài, dưới, trong là 4x4 là 8 hướng. Đó. Là chúng ta tập cho các cơ của mắt, đúng không nào? Vậy là chúng ta có hai bài tập. Một bài tập là cho sự quy tụ để điều chỉnh, để điều tiết. Và bài tập thứ hai là điều tập các cái cơ của mắt. Và một nguyên tắc như này, các bạn có thể sử dụng nguyên tắc 20-20-20. Tức là cứ mỗi 20 phút làm việc thì chúng ta có 20, chúng ta nhìn xa 20 feet, tức là khoảng 6-10 mét trong vòng 20 giây. Đó. Thì thực ra về mặt nguyên tắc thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta làm việc với mắt thì chúng ta phải có thời gian nghỉ ngơi và làm các cái bài tập nhẹ nhàng, thư giãn như vậy để loại chúng ta bỏ cái công việc qua một bên để con mắt nó được nghỉ ngơi. Đấy là cái nhiệm vụ chính. Rồi thế thì như ban nãy tôi có nói là cái phương pháp tập mà có cái chuyện massage hoặc là dụi trực tiếp vào trong mắt thì tôi khuyên các bạn nên tránh các cái bài tập mà có ấn hoặc là day trực tiếp lên trên mắt. Đặc biệt là những bạn trẻ đã phẫu thuật khúc xạ rồi đó, mà có làm vạt ở trên giác mạc đó, phẫu thuật LASIK ấy, thì tất cả các biện pháp xoa hoặc dụi trên mắt này rất là nguy hiểm đối với cái vạt đó. Nó có thể gây biến chứng cái vạt sau khi bạn mổ LASIK. Có một số trường hợp mà người ta cho rằng dụi mắt quá nhiều, các cái bệnh lý liên quan đến dụi mắt quá nhiều, ví dụ như bệnh viêm kết mạc mùa xuân, nó có thể gây một bệnh lý người ta gọi là viêm giác mạc hình tròn. Thì người ta ngứa, người ta dụi nhiều. Nhưng mà bây giờ nếu bạn chủ động, bạn tập mà bạn dụi con mắt nhiều, bạn xoa bóp trên con mắt nhiều, thì nó cũng có nguy cơ gây bệnh giác mạc hình tròn. Đó, thì bệnh giác mạc hình tròn thì tôi có một cái bài ở dưới tôi có nói rồi.
hoặc là ở người lớn tuổi chẳng hạn, thì cái thủy tinh thể nó lớn và nó phồng ra, đồng thời các cái sợi dây treo của thủy tinh thể nó yếu đi. Nếu các bạn cứ đè ấn ở trên cái con mắt thì nguy cơ đứt mấy cái dây chằng treo thủy tinh thể này là có, nó có thể rớt cái thủy tinh thể vào trong lòng của cái khoang dịch kính. Túm lại là các bạn tập gì thì tập, các bạn hạn chế các động tác mà ấn hoặc xoa hoặc dây trực tiếp ở trên mắt, rất là nguy hiểm. Thì ngoài cái chuyện này ra thì các bạn có thể nói với tôi là ốt, tôi thấy có một số bác sĩ hoặc là ở các cơ sở chuyên khoa lớn người ta có cho luyện tập các bài tập của mắt, đúng không nào? Có người ta gọi cái phương pháp tập đó gọi là vision therapy, thì tức là cái điều trị về mặt thị giác. Thì các bài tập về mắt chỉ là một phần trong cái tiến trình điều trị đó, trong đó có tập luyện rồi chúng có đeo kính đi kèm, rồi phải được theo dõi bởi bác sĩ nhãn khoa và cái hoặc là cử nhân khúc xạ. Thì lấy một cái chuyên ngành người ta chuyên làm cái đó. Mục đích người ta điều chỉnh cái gì? Người ta điều chỉnh những cái bất thường liên quan đến sự vận động của cơ của mắt. Tức là rất là phù hợp, đúng không? Các cái bệnh lý liên quan đến cơ của mắt thì sử dụng các bài tập về cơ của mắt để điều chỉnh. Rất là đơn giản. Chứ nó không phải là dùng bài tập ở mắt hoạt động các cơ để điều trị bá bệnh. Đó, không phải. Đúng không nào? Thì những cái bệnh nào ta điều chỉnh bằng cái luyện bài tập ở mắt này. Những cái bài tập liên quan đến ví dụ như các bệnh lý như là bệnh lé hay ngoài Bắc gọi là lác này, rồi nhược thị này, rồi khó định thị này, tức là mắt không bám được theo một cái điểm này. Rồi bệnh lý khó đọc này, tức là con mắt nó không có di chuyển đúng như mà theo các hàng để chúng ta đọc như mong muốn, thì người ta có thể sử dụng vision therapy là điều trị thị giác với những bài tập về mắt, có thể hỗ trợ cho mình được chuyện đó, đúng không nào? Vâng, thưa các bạn, như vậy là tôi đã trao đổi xong với các bạn về cái vai trò của các cái bài tập về mắt đối với các tình trạng ở mắt. Thì một điều khẳng định lại là hiện nay chưa có bất cứ một cái bằng chứng khoa học nào chứng tỏ rằng các bài tập về mắt có thể chữa được các bệnh khúc xạ, cận viễn loạn, hoặc là chữa được lão thị, hoặc là chữa được các cái bệnh thường gặp ở người lớn tuổi, ví dụ như là thoái hóa hàng điểm tuổi già, đục thủy tinh thể hay là glaucoma. Không có bất cứ một bằng chứng nào. Thậm chí một số phương pháp tập còn gây hại cho mắt, ví dụ nhìn ánh sáng mặt trời có thể gây bỏng hoàng điểm, xoa dụi ở mắt có thể gây giác mạc chóp, trượt vạt, hoặc là có thể đứt dây chằng zin ở những người lớn tuổi. Do đó nếu chúng ta có tập thì chúng ta tập những cái bài mà giúp chúng ta giảm cái mỏi mệt ở mắt thôi. Trong đó chúng ta có thể tập được cái quy tụ của mắt này, tập cái vận động cơ của mắt, và hạn chế tuyệt đối những cái gì chúng ta xoa nắn ở trên mắt của chúng ta, đúng không nào? Vâng, thưa các bạn, nếu các bạn thấy những thông tin tôi cung cấp là bổ ích thì các bạn đừng quên like, share, subscribe. Đừng quên bấm nút notification để tôi khi tôi làm ra video mới thì các bạn có thể nhận được ngay. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Goodbye for now.